Và học sinh xuất sắc nhất trong năm học vừa qua là E. Coli. E. Coli là đứa nào đấy? Hello, tao là đứa gây bệnh tiêu chảy, tên thật là E. Coli, rất hay sân si và có thể làm sụt giảm IQ. Úi giời, chú mày cứ tỏ ra nguy hiểm. Nguy hiểm thật đấy, tao là một trong 5 đứa đầu tiên có thể gây tử vong ở trẻ em. Này nhé, chỉ cần nhà vệ sinh bẩn hoặc không được lau chùi thường xuyên là tao có thể gây bệnh cho bọn trẻ trong vòng 2 nốt nhạc. Tên tên. Ê, sao tao nghe đồn tiêu chảy là tại ăn uống không hợp vệ sinh? Biết gì mà nói. Toilet bẩn mới là địa bàn của anh. Nhất là khi bọn trẻ ở trường nhiều hơn ở nhà. Mà toilet ở trường thì rất là bẩn. Các mẹ có cách nào bảo vệ tụi nó được đâu. Tao biết ngay mà. Đấy là lý do vì sao tao không đi toilet ở trường. Thiếu giấy, thiếu nước, bốc mùi, ôi tè le. Đúng đấy, trường nào sạch sẽ lắm thì các cô lao công cũng chỉ sử dụng nước với xà phòng để tẩy rửa mà thôi. Mà mấy cái đấy thì anh đây cóc sợ. Yeah, E. Coli là số 1. E. Coli, E. Coli. 88% trường học nông thôn không có nhà vệ sinh đạt chuẩn. Cùng Vin và UNICEF giúp trẻ em có nhà vệ sinh sạch và an toàn. Mua một chai Vin, bạn đã đóng góp 1.100 đồng vào quỹ Vin UNICEF. Hoặc click để ủng hộ tại website Vin Việt Nam.